Đà Nẵng níu chân con người bởi vẻ đẹp thiên nhiên trời phú, bởi vẻ sinh động đầy màu sắc của một thành phố văn minh và luôn đổi mới. Sự phát triển kỳ diệu của Đà Nẵng đã khiến thành phố này được bầu chọn là điểm đáng đến và nơi đáng sống nhất tại Việt Nam. Đà Nẵng mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch ghé thăm. Bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng vì thế mà tỏa sáng rực rỡ với rất nhiều các dự án nghỉ dưỡng, khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, đối lập với bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng, phân khúc nhà ở thực tại Đà Nẵng lại đang xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Những dự án chung cư hay nhà ở xã hội hiện hữu chưa đủ để đáp ứng được một lượng lớn nhu cầu của những gia đình sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Thấu hiểu được thực trạng này, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng SDN mang trong mình mong muốn kiến tạo nên những chốn an cư, những mái ấm mới dành cho những người dân của Đà Nẵng. Muốn biến nơi đây thực sự trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo sát sao và sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo các cấp thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng SDN bằng tất cả tâm huyết và khả năng của mình đã hiện thực hóa mong muốn đó với dự án mang tên The Ori Garden. The Ori Garden được định hướng trở thành tổ hợp nhà ở xã hội, dịch vụ thương mại và chung cư chất lượng cao hàng đầu tại Đà Nẵng. Tọa lạc tại tâm điểm phía tây bắc của Đà Nẵng, nằm trong đại đô thị xanh Bầu Tràm Lakeside, rộng 46 hectare, The Ori Garden với quy mô gồm 10 tòa bao với 3.368 căn hộ chất lượng cao chính là câu trả lời cho một lượng lớn nhu cầu về một chốn an cư của người dân Đà Nẵng. Chất lọc từ những tinh hoa của đất nước Nhật Bản, nơi luôn đề cao chất lượng cuộc sống của con người, The Ori Garden tập trung khai thác sâu vào hai giá trị nguyên bản, đó chính là môi trường sống và công năng sử dụng, được thể hiện một cách rõ nét thông qua thiết kế căn hộ và hệ thống tiện ích nội khu của dự án, nhằm đem tới một môi trường lành mạnh để phát triển con người về thể chất và tinh thần. Bên cạnh những tiện ích cơ bản như trường học các cấp, trung tâm thương mại, cơ sở y tế thuộc đại đô thị Bầu Tràm Lakeside, The Ori Garden sở hữu riêng một lõi xanh với đa dạng các tiện ích bao gồm vườn thể chất với các trò chơi trẻ em, máy tập gym ngoài trời hay đường dạo bộ massage phù hợp với tất cả các lứa tuổi, vườn nướng BBQ ngoài trời cho những ngày nghỉ ngơi cuối tuần, quảng trường lớn dành cho các sự kiện của cư dân và đặc biệt là bể bơi dành cho cả gia đình ngay tại lõi trung tâm tiện ích của dự án. Được xây dựng dựa trên tinh thần Nhật Bản, đề cao tính tối giản, tối ưu và an toàn, các tòa tháp căn hộ thuộc dự án The Ori Garden được chủ đầu tư thiết kế nhằm đem lại một trải nghiệm hoàn thiện nhất cho cư dân. Tầng hầm của dự án là bãi đỗ xe được tích hợp hệ thống quản lý, giám sát thông minh. Toàn bộ hệ thống sảnh thang máy các tầng đều được trang bị điều hòa và camera giám sát 24/7. Toàn bộ tầng 1 của dự án sẽ là những cửa hàng tiện ích phục vụ tất cả các nhu cầu mua sắm và sinh hoạt. Tầng 2 với phòng sinh hoạt cộng đồng sẽ là những tiện ích đặc quyền cư dân như phòng gym hay nhà trẻ. Khi vào đến các căn hộ của The Ori Garden, các cư dân sẽ hoàn toàn bất ngờ bởi thiết kế tối ưu đảm bảo tiêu chí 3-0. Không phòng ngủ âm, không diện tích thừa, không góc chết. Với thiết kế tinh tế, gói gọn trong diện tích vô cùng hợp lý từ 35,3 đến 70 mét vuông. Các căn hộ tại The Ori Garden sẽ mang đến những trải nghiệm sống chất lượng nhất với mức giá hợp lý nhất cho người dân Đà Nẵng. Bắt nguồn từ original trong tiếng Anh, nghĩa là nguyên bản, là một sự khởi đầu đầy tươi mới, kết hợp cùng cảm hứng từ sự sắp xếp tinh tế của nghệ thuật origami Nhật Bản. The Ori Garden sẽ là sự hiện thực hóa về một chốn an cư, về một mái ấm đầu tiên trong cuộc đời, là nơi nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn, xa hơn của những gia đình trẻ tại Đà Nẵng.